Chào các bạn nha. Chào các bạn đến kênh Ba Miền Quê mình nha các bạn. Mời các bạn ăn cơm nha. Đang ăn cơm với canh chua với tép rang các bạn ơi. Tép rang. Con nào cũng lấy bự quá các bạn. Nay được ăn sướng bữa các bạn, tép rang. Ăn tép rang với canh là sướng của mình rồi đó các bạn ơi. Rồi mời các bạn nha, canh chua nha, bạc hà với đậu gọn. Rồi bắp. Tiếp hả bạn? Ta sống để mà ăn, rồi mình ăn để mà sống các bạn. Tép rang Đà Lạt nó ngon bà. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nữa các bạn. Cảm ơn các bạn nha.
canh chua dễ ăn. Xong bữa và đơn giản miếng rau miếng tép ăn nó có nhiều được các bạn. Sống tiền thuốc tiền thang rồi chứ tiền ăn uống không có nhiều, ăn xài tiền cơm nước không có nhiều các bạn, có khi bữa 50.000 bạc. Thôi, xin chào các bạn nha, có người tranh giành miếng ăn từ ly từ tí. Rồi, bye bye các bạn nha. Bye bye. See you again.